Xóm thoái bóng công mô tà sa phe cơ vẹ tàu a rẹ hạ tàu sa ma sam bô thè sa nẹ mô tà sa phe cơ vẹ tàu a rẹ hạ tàu sa ma sam bô thè sa nẹ mô tà sa phe cơ vẹ tàu a rẹ hạ tàu sa ma sam bô thè sa nẹ mật hộ rạ tà nạ tì yà sa vôn tìm mì tù l bà bông cung nhóm bà kà rô nà bà ông cha Sôm lùm ọt lùm áon, kai vi cha chất nẹ mạ xì ká ọt tức đau. Châm puh kun nây prea rót tà nạ trái tàng bay. Bàn đò kun prea put, kun prea thô, kun prea song. Đà chỉ rót tà nạ ai ọt đông ọt đom, bà xa kông puh. Nực nông lô, đau xì kê đầy cổ rục, đau xì kê đầy xe thà nạ đò kray lên. Tùl prea bong kông khí nhóm prea kạ rô nà. Sôm nẹ mạ xì ká krap thamay bong kông châm puh xâm đạch. Prea thê ra nô thê ra. គ្រប់គ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាពិសេសអ្នកមកសិកាថ្វាយបង្គំព្រះមហាផនភក្តីព្រះអង្គគង់នៅវត្តបទុមបតីរាជវណ្ណារាមរាជធានីភ្នំពេញដែលមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រមទាំងចម្រើនពរដល់បងឯកឧត្តមសុនសុវណ្ណិ ទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលមានប្រវត្តិមានរួមព្រមនឹងឯងពីរអង្គនិងម្នាក់ញាតិញោមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅវេលាព្រឹកនេះក្រុមចាស់កាលពីវេលាសិលមិញពុតបរិស័ទយើងបានតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងញាតិញោម ឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានវិលត្រឡប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទៅតាមរយៈទូរទស្សន៍ MyTV ផ្សព្វផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធប្រហោះម៉ោង 5 30នាទីទៅទល់នឹងម៉ោង 6រៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃពុធប្រហោះផងដែរក្រុមចាស់វេលាព្រឹកនេះកម្មវិធីរបស់យើង បន្តនៅប្រធានបទរបស់យើងដែលស្ដីអំពីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរពីព្រោះថាថ្ងៃនេះវេលានេះប្រជាជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យប្រពៃណីដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិយើងផងដែរមិនថានៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទូទាំង 25 រាជធានីខេត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកតែងតែប្រារព្ធតែងតែ miền ca ông nó xa tô từ tù tê và đá cho nam chắc là chỗ cho nam thầm mây cơ nam chắc hai bẹp bọn chỉ mùi nâng ca chỗ cho nam rập bây này chết khám ai ní nhiệt nhóm cao bì vì liền mà sơ mánh cam bì thi cậu bàn lược lãng xâm tài một dàng tràn hai bọn tái nơi khăn ông ọc ca vì liền ní tù bà bông công nhóm bà cả rô nà thầm áp hiếp nâng tiếng bì bọn cơ đôi chìa mần nẹ nâng cực ông ក្នុងឱកាសវេលានេះនឹងលើកយកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិធីបុណ្យទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដែលលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាអានិសង្សនៃការប្រារព្ធនៅបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរតើយើងធ្វើបុណ្យនេះឡើងមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាឬក៏ទទួលបានអានិសង្សយ៉ាងដូចម្តេចជាដើម ប៉ុន្តែមុនឈានចូលដល់ការលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏អានិសង្សនោះចង់លើកបញ្ជាក់ខ្លះៗរំលឹកថារីវីយូញាតិញោមណារីវីយូរំលឹកមេរៀនម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងញាតិញោមបានដឹងហើយណោះថ្ងៃទី1គឺយើងហៅថាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឬក៏ហៅថាថ្ងៃដំបូងនៃការចូលមកដល់នៃឆ្នាំថ្មីញាតិញោម នឹងគឺជាថ្ងៃទី1ហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បានរៀបចាត់ចែងរៀបរំដាប់ផ្កាភ្ញីគ្រឿងក្រអូប
có đôi chia tay giờ tiền xem xem từ tam được tập hiệp từ tam sau mặt tập hiệp này 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 Phật Bồ Đề Sát từ tam tụng niệm tụng lo Phật bên này chia được bao nhiêu biên tiền thu cả nhi rồi có phải chơi xem xem Phật Bồ Sát sát tại ai riệp chặt chay bàn hay giang nam mến tề bà đa cho nam ni cứ sòi tức bà nhiệt nhóm là sòi tức bà cổ tức bà sờ là ngày chẳng hiện nhôm biên chỉ nâng ai tức đọc cô, tức đọc sở hệ dân tức hiện nhôm riêng thoại miền nâng ai tức bị kèo cho về sở đàm ấy chẳng hiện nhôm bộ rồi còn miền phê tích chạy ấy phai chơ với bần thêm tiết có ban à sở hệ tự tạm lực tập hiệp này bởi chìa bật bỏ rạch sản dương hay bật tỏ bình nụ tớ dương bị liệt bật hiện nhôm bị liệt bật hiện nhôm dương riêng chặt chạy chẳng hành bần nập bàn dô tử thoại bên đó pressang đầm bay bang suko lo tu ko sao chun đó pop pakari chun robo yung đại tru chi miệt đa bay đa chi don chi ta rư ko sạch sa lo hat tiang khong song sa ro wat đại lo ban bay cai rum lek han tu can pa ro lo hai nu và nơi vi lia lang nghe nhiệt yom ai chơi mà wat sa nap pressang chum ran preparat chi chơi yết miang kul ko do chi sa nap pressang sam dai bat tho tis na đầm bầy ở dưỡng bàn dùl bì ăn tần này nây bọn chỗ chân nằm rục bì nây chiết cơ đồ chì bàn đăng bì ăn nây xong ta ca đại Phật Bồ Sát bàn bằng bình bọn ní thư vợ bọn ní bàn phò là nây xong giáng đôi mặt đạch cơ nằm chà hay ngay tì bí Phật Bồ Sát dưỡng miên nâng ngay ca rịp chặt chay đồ chì xùm liệu bóng bẹ miên thơ mây miên lọ xa át bẩn nất rịp chòm mà hộp chùm nây chung ngôi chung anh tì xa rư có prạ cạ lôi cạ chun đo lục nẹt đo miên cồn nhiệt nhóm là chun đo lục nẹt đo miên cồn đo bò nhiệt nhôm miên biệt đa bay đa chỉ đồn chỉ ta rư co kru ôp chia di cha tự ta mà vậy đại chỉ lật đập hiệp này ở bật bò san dương à chun còn á là ngày đầm bay còn biên sầm liệm bằng pẹ là o san rư co sầm liệm bằng pẹ xong cua là o đầm bay anh chơi từ bằng bình bon từ thuở bon từ đập lục sụt môn đập lục thì sna chỉ đàm hay nơi bị liệt ngay thì bấy vật bỏ sạt dương là ngay riệp chặt chay đôi chỉ ca là ngay buồn nùng sạch ấy chỉ đàm nó có tai đầm miến ấy tam đầm bòn phum sọc mùi muối cứ ca buồn nùng sạch nó cứ đầm bầy ấy đầm bầy ở riệp chặt chay là ngay đạn vật đồ rú rư co riệp chặt chay đam po thì bực đầm bầy rầm lực từ đó sắc hiện mình đi chạy đây robot prasama samput barom kru chi mà chạy chỉ đam chẳng từ cứ dùng rầm lực là ngay cặp thoại bằng cung nước rầm lực đòi xích đây cửa rốt đòi xích đây chỉ đặt là chỉ đam còn làm chạy tu ra bằng cung nhom prakarana tham phiếp còn tai bờ rốt khla khla bẹ pon chỉ mùi nâng away đài chỉ cách bạn địa bạn robot với chỉ put bò để sản dương ai lấy chỉ ca bằng to từ tiện ni aratane ni mun ព្រះមហាផនភក្តីអរតនីព្រះមហាមានអ្វីជាការចូលរួមពពន់ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រពន្ធចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងក្រុមចាស់ព្រះមហាសូមអរតនីនិមន្តសាធុសាធុសាធុជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំប្រកាសនាមចាស់សូមលើកកំងកងអញ្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំបីនៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតមួយធម្មរតមួយនិងសង្ឃរតមួយដោយសេចក្តីគេរវៈជ្រះថ្លាដល់គង់គពោះឧត្តមឧត្តមប្រសា សូមមកស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះគមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះធរណរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសសូមមកស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះប្រធានកម្ពុជាចម្រើនពរចំពោះអាដាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសូមចម្រើនពរចំពោះអាដាមលោកជំទាវអ្នកញ្ញាអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាស្ត្រប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះសធម្មនីវេលាកាលព្រឹកនេះ ណាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញញាតិញោមបានស្ដាប់អំពីណាកិច្ចពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រវត្តិពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្លីៗតិចៗវាមិនទាន់លម្អិតមែនតើទេពេលវេលាយើងខ្លីយើងមិនអាចបញ្ជាក់បានលម្អិតទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិទាំងអស់បានទេណាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាអំពីញាតិញោមស្ដាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ថាហេតុអីបានជាចាស់បុរាណរបស់យើងណារៀបចំប្រពខកម្មវិធីឡើងតើមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះ ញាតិញោមចាំស្ដាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ហើយកត់ទុកផងបើមានបិចមានសភៅអីក្បែរខ្លួនកត់ទុកដើម្បីកូនចៅសួរថាម៉ែចាស់ចាស់នាំធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះសំណុកប្រាប់កូនថាមានប្រយោជន៍អីខ្លះដែលចាស់បុរាណដឹកនាំធ្វើនៅប្រយោជន៍សំខាន់ធំធំមាន 3
hay bờ dương này dây ao sầm rái miền pram là lùm ắt mà tiết miền pram là bờ thôn bồng phát miền tây bay tế là tì mũi cứ đầm bay rất chầm non sam bờ ký rồi viên cả hót nâng cả song nâng cả sọ là này dây được lấy cứ đầm bay rùm rùm sam bờ ký kia là tì pi cứ đầm bay bón đầm bay cột sờ là tì bay cứ đầm bay ra xa bờ bay nay tùm liêm tùm lo bắp bờ thò bờ dương đầm miền mộc tùm niêm bờ dương đầm miền mộc ra xa tùm niêm đầm miền mộc bị bỏ ra này thông thông ai dương sầm rai mà còn tiết thầm miền pram là tì bốn cứ đầm bay sầm cro đòi bị khổ song phong đá là tì pram cứ đầm bay song sóc song sợi sưa sợi đây nia cho nam chắc là châu cho nam thay bây dương dây pram về miền đòn nắng và là bây dương dây thông thông cứ miền tây bay tế đầm bay rùm rùm xa một kia rất chầm non xa một kia rồi viên cả hoa nâng cả song nâng cả sọ miền này thay dương mây miền này thạch non thay ngày bị thi khai mon son tơ đầu này dương ban chuột chum khnhi rồi viên cả hoa một bị cướp tự ti từng ao, từng chết từng chăng ai, bỏ thì sát khắc của dương scroll bị môn mau khắc của mình scroll ban su sọc tục này tới, nè nẹt mình plop scroll cái này với tôi chỉ scroll cái này không thay bọn đang ban bằng pin sực đây là o room cái này sang sực đây là o room cái này chấm ráo người ta đo cái này cái này, su sọc su tục khắc đồ bọt bị sao non caro si ca bị chăn chặt thu ai khắc, mình men chụp cái này su đường cái tôi lấy sao mình tranh của mình ở đây, ai bên nơi ta là biệt đang nơi ta cò, chụp cái này cái su khắc đồ bọt bị sao nè thưa cách ca cho nam chắc năng bàn cao phò rô si ấy mục bò ấy nhóm trong thư năng đại ta thử thơ mạch ấy thơ mạch nên để dây rương bon rương của sao ca bị cho nam chắc giang mạch giang mạch nâng kịp lạc đô bọt vì sao khi chụp chung khi xua sọc xua tốc là rất chùm non xa mà khi phí bảo viên khi này rồi viên có hoa nâng có hoa rồi viên có hoa nâng có xong rồi viên có xong nâng có xong ca này dương một vọt nông khai môn xanh ta đâu ní rất chùm non chỉ môi bạp chết giang mạch miền này thầy dương ban một thay bằng cung bệnh xâm phép và xong ní nè cổ rốt bôi chi, bắt tập bắt ở đâu mà phết này năng hơi chỉ cả rất chậm non mình ao clip chăng ai bị khnì rồi viên có hoa năng phải sáng đại chăng ai bị khnì pe đại chăng ai bị khnì pe ở nhôm score watt score phải sáng là phải sáng bán chụp nhiệt nhôm bột bò để sạt ngày nào có dương tơ watt bán chậm ra ơn sẽ đây lo bán crop pe crop lìa thằng à tham gia sao bị chạy nhức nhối hơi phải sáng lục chăn mền chăn là ngày chơi chăn năm thì nhiệt nhôm chả ơn chăng đó là khai mon san là đấu bán bộ bùa khnì nằm khnì tàu lục tắc lục đầy bảy ngày năng sờ bô na là tìm mối cứ đầm bay rất chậm non xa một ký rồi viên có hoa nâng có hoa cana tiền viên có hoa nâng có hoa có hoa nâng tập chết cana tiền nâng và nâng nhiệt nhôm ai vừa bàn cana tiền và tập chết cana tì pí cứ đầm bay bon đầm bay của sò đầm bay bon của sò nấy cứ dương chay chỉ pí tiền đầm bay bon nẹt nơi rô riêng miền chỉ vật nên mùi phong đầm bay bon của sò đó nẹt để bàn sập từ phong này chạm bộ rán lục thôi chẳng cứ bật na ngày châu cho năm nắng mình men rất tay chậm non xa một kỳ phía tế cứ đầm bay bật na bón bật na của sò phong đầm bay bàn bón bàn của sò một đó là luôn quạt chi sầm pi từ một tiệt phong nắng đầm bay ở từ sò chun đó pop cà rây chun đối ai đầm bên bờ sa tha tạc na khai mon sò đấu kỵ băng sò là nắng hay ở từ sò chun đó nẹt sập là chân dừng chạy chỉ pi bón nắng nẹt chạm bật na bàn chẳng nẹt ruộng nẹt phong té nẹt sập từ phong khay bàn nắng chót nhiều mà bàn sầm rạp nẹt đài ruộng nắng bàn chẳng đôi đài đẹp hà nè để nâu rồi nó triệt hạ bay đôi chỉ dương do crop pu từ đam lên lợi đầy chăng à lợi nó dương mình toàn ban phò bị bòn năng mà quấn pa chập bòn mình toàn oi pa chập bòn tật hạn toàn oi tật hạ té tật hạ này sần sắm đam pu tóc anh cốt sam prai gặp thắt mình từ tuột phò triệt hạ bay đôi chỉ dương đặt đô mà play đó đấy là vì mình toàn play nó pe năng mến gặp bàn tay đập cho năm được một pay cho năm cày tiết về tàu tập play tụt bay play tách play chả ấn tật tam sần than đây tật tam pu bảo vệ tật tam cao thay toàn giờ chặt tụt đặt nè vì trâu tập lại, tất cả nạn đã bụi đọt đầy, trâu tập lại bằng mến pin đăng tì nó bị mến pin liêm như là càng bảo vệ xâm rạp chìa cầm nọp trọp cái này chìa cầm nọp trọp lục nề nè nâng cư xâm rạp nẹ đầy mến chì vứt cư cao hồn nờ cái này tiền hãy cho ở chùm này đầy thạc bàn tật đo nẹ đầy sạp tơ nước bàn nước bàn chẳng đôi đạch bàm hà đôi bếp xâm rạp xâm phút bỏ ông trông trạc của các xâm đầy chân nè đầy sạp tơ hơi nâng cư ắt tiền tọt cầm nọt tê nhiệt nhau mà cho tệ bà đệ son thị nè à xa xạ pa xa xạ nâng phọt tớ nè dương mân bà cầm thập bà đệ son thị màu tê vừa lô nè rư cò màu mà nụ xạ xam pa tăng chạ tiết cầm đăng tê vẹ xạ xam pa tăng chạ cầm đăng nè rư cò xây chạm miên cơ tôi bị mộc bị khối nụ cầm đăng nè chẳng dương dương ọt đăng ọt tiền mà lọt tờ ca nà ọt tiếng dương trâu thư bón phía nhau tam để dạ lục nẹ miên sát lục nẹ miên sát tu đăng lư chi sạc khay phép nà tê vừa đá chỉ nẹ nòm tớ tiếp đa tế nè nom tư mình dương nom tư nó nom tư dạng mít bềm hà nè nom tư ao đăng lứ nằm bên đây thà bọc cồn cỏ đây kịp sai rồi từ họ tia họ thà nhom cả ná từ chun nè mà đai chung một cỏ chẳng tiếp đa nom bồn của sò nó từ chung một cỏ nè nè trong chừng nói nó miên nhiệt nhom xuống là tia họ tại chung một bục hà
bộp hà nó kịp sai chun bộp hà nó hay bộp hà nó mà bật tê khmai rồi sọc rau cầm biên một bộp hà rồi sập từ một con đấy đang vô ở bộp hà mùi nè trong chân nói nó là mai trong phải chợ nhiệt nhôm vô tại ở tia ho thì nhôm miên tiên po lương mặt đầu nộp tiền nhiệt nhôm nè tiên po lương đi mình men miên tại nộp tiền nhiệt nhôm tiền nộp xa rồi mà đang po lương đôi khi tụm hông đôi khi bỏ pan khi bỏ vay khi đôi khi nè con tại tiền nộp xa luôn bởi nhôm mặt bàn tinh do mà đọt nồng tẹt nhôm nó bị nâu tập xa bị ạt lư thế tuột bay tiên lúc miền bò đôi khi tầm hôm đôi khi cả đời tai bởi nhôm do mà ta mặt đám đọt nồng tẹt mà đám lư nâu tập tẹt nhôm mà tẹt bay nó ạt tinh tiên đang cho mà đốt là tuột bay tiên đang miền bò đôi khi nó có bài tẹt dương nó cái ạt đốt có bị ạt lư đây miền này giống mấy miền này thanh nẹt na thứ nẹt na tức nẹt đang chỉ nẹt tự cái đầu từ nẹt na cứ đòn nẹt nằng nằng chỉ niệm mật thô đại dương ai cũng nọt bàn tha bàn tự đòn nẹt đại bàn chạy tham tự hài cái nam cha กะนาอ้อบุคคลจรานจมพูพระมหาบานโจรวมกะนาเตียนให้ปอนជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍រវាងអ្នកដែលឲ្យនិងអ្នកដែលបានទទួលផលកะนาเตียនអ្នកដែលមានជីវិតការរស់នៅហើយនិងអ្នកដែលស្លាប់ទៅកะนาជាអត្ថប្រយោជន៍ទី3ប្រហែលអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺដើម្បីរក្សាប្រពៃណីកំណាទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងមានមកណាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះមិនមែនទើបតែកើតមានទេណាកើតមានយូរលង់ណាស់មកហើយ ណាដែលបុរាណខ្មែរយើងបានសិក្សាឃើញសំបីតនៅប្រវត្តិក្នុងសិលាចារឹកខ្លះក៏មានឃើញលេងលបែងលបាំប្រពៃណីនឹងខ្លះដែរដូច្នេះយើងមានតាំងពីយើងអាចនិយាយបានយើងមិនសន្មត់ព្រោះអត់មានកាលបរិច្ឆេទប៉ុន្តែយើងអាចសន្មត់ថាបានក៏អាចកើតមានតាំងពីមុនសម័យអង្គរទៅទៀតពីព្រោះយើងឃើញក្នុងសិលាចារឹកមានរូបលេងលបាំប្រជាប្រិយនឹងចឹងមានន័យថាទំនៀមនឹងវាមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយណាយើងមិនអាចកំណត់ជាក់លាក់បាន นะดำใบรักษาประเพณีตำเนียมตำรับของยืงก็อ้อยบัดบังไอ้โกนเจ้าขมายบ้านดังท่าดอลคายนี่เวียนนี่เปนี่ยืงเต้าบุ๋มเป่งตำเนียมตำรับประเพณียังนี่ยังนี่ยังนี่อ่ะบ้านดังไอ้จีกาบังหายนึกอัตสัญญาณมวยพองได้แต่ดอลจุนจีบอระเต้ไงโจชนำนึกบังหายอัตสัญญาณได้จีขมายอย่างไม่อดีฮอท่าไงโจชนำจีตำเนียมสตรีกิตรุสเลียเปะไอ้บัวรักกิตรุสเลียเปะไอ้แต่จูบจมขณีนึกคือสตรีจีตูเต้าเมียนแต่โฮลประมวงเทไหมเนี่ยกรุบปอพลักโดขณีเมียนโฮลเมียนประมวงเมีย
sắp bàn sọ sọ thì phải sọ tăng phi phẩm bay tận đọc lần tự là vì chọn chắc môn là dụ đã hái luôn chắc chẳng hai ban trực mây nhà lâu dụ ăn về là chọn chắc môn là dụ chẳng hai ban là dụ ăn về lấy mà phay chiên sam chiên năng ta cha yoki mà ngay đốt bay buôn cả lại để xa ấy nó để xa dương chọn chắc môn là dụ là chọn slap môn là dụ là hay áo mình pẹt tê là đầy cái phơi ở trong trâu ở pẹt bị còi mà sọ đầy chỗ mà pẹt tê pẹt đầy mà bị mốc là co mà khôi mình ấy tùm liêm tùm lo pẹt ao tùm lo co nắng ở đom là dương sắc xa sao chiều có mưa cứ miên tại bon sọp bon sọp thế đây cái pẹt ao tùm lọp thay khỏi nhiệt bọt sọp cái pẹt ao tùm lọp thay khỏi mấy nữa đó pẹt nhiệt bọt sọp cái pẹt ao tùm lọp thay khỏi là sọp nắng cái pẹt ao tùm lọp thay khỏi toàn nẹt sáp ban cái pẹt ao tùm lọp thay khỏi ấy đó mấy nhà lâu bên non cái pẹt ao tùm lọp thay khỏi trong thời không mau từng ruộng nữa chân ban là dụ về ọt về hay bơm một tô với cái thơ con to trăm mà rồi mà thấy được bao trong pi rồi xài là đan lư một tô mà nước trong tầm môn một tô mà sấn cái thơ máu chết à tham sầm qua mới mình thọ chi một tô men bu tăng bị không may men nhiệt nhóm bàn tay nè cồn cha không may nhà lâu ơi từ lâu đan lư một tô mà sấn cái thơ máu viêm miên chỉ đắc lẹ cái não của viêm bị sấn nè còn là dương cạch sau đây về che mình toàn mua khéo về phải dương hai mặt à toàn mua khéo nó còn là cạch sau đây về che về phải dương thật tạch ở nông an toàn mua khéo về phải dương hai mặt phần dương ăn do smart ở đây từ nấc khơi đo lường là về phải dương thật tạch phần không may nhà lâu ta cạch sau che đây lưu sâu sầm lấy mua kẻ mà lưu sâu tạch đi ngọp ai chẳng ăn ruột thì đục chăng để dây lên thì chăng phải làm hát sẽ đáp lư chăng với cái sẽ đáp về nè đang dương bị chàn nè chẳng bàn khăm ái gần dây tới đó còn tòa sai quay vọt lăng cá và lăng chiên hát pet cả là máy hay bờ hụt đào pet đang thành xong cái sáu luôn vọt và phật dân dương kết bị chàn nè mền té nó thằng ai nâng mình cu na sập bay lên lên cả ai đi đào pet đào chăng hay nam khát nó không cả na khơi nó bị chì sập văng tô tôn nó bị sập bay cả ai đi plek luôn tập bọc dây can sạ cho vọt nó slap bạn đại bạn chưa ngả đang hơi để dương kết bị chàn nè đã xa và bay nay tầm đêm tầm loa bằng hai nhà tạ sinh nhàn dương thay chữ khmai ở miền hồ miền phổ muông miền tròn các bạn ở quấy để khmai thọ miền trâu thì miền nông thay thì bọn châu chăn nuôi nè dây ta khla
ສົມឲ្យប្រគົນចាស់បួសរហូតស្រឡាញ់ធរគុណចាស់ណាស់ចំណាយនេះគឺល្អព្រះមហាពីព្រោះថាយោងទៅតាមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញថា chỉ vì sinh dục ở Tây đẹp đó, Brahma. Châu vọt châu vọt ấy, ca sĩ liệt biệt hạt nâng chì clay lơ, clay crown, chì rùa mông với nhà ta. Hả lời khả thật, xích xí á, Brahma. Hả lời Brahma miên ở với chìa ca ở xùm nôm bộ, có đôi chìa chìa ở vạt, khăn ông ca tu miên ọc rôm, chì vì sinh dục ở Tây đẹp đó, tư chìa dục ở chân ẩn ấy với nhà Brahma. Bà ôn sấy có bây kết thà, rồi bọc căn tìm miên đầm lấy, kì căn tìm bật bằng. Rịp hạ bây đôi chìa miên, nâng bệnh bọc dưỡng. ណារបស់ដែលមានតម្លៃដូចនេះគេកម្រនឹងចាក់ចេញពីទូយកមកប្រើប្រេះផ្ដាសណាកម្រ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 
đâm bay sừng cua đó bị khổ sang phong đài hay cá sừng cua lục nên mình sừng cua từ ngày châu nam tây cây bản năng cho ngày nào cứ dương tây quạt bàn đài nãy giờ chẳng hạn từ sừng cua lục ở bay cá nam miền chẳng hạn từ lục ai nhang chỉ với tân trí nên ai bật bắt để bắt thò từ bàn bậc miền chẳng hạn nắng nhang chỉ với tân trí có bộ bàn đài cây bản năng cho hát thạ bây giờ tì pram cứ đâm bay bật na sóc bật na sợi sụt sợi nà ní cho nam chắc là châu cho nam thay nước bay sóc sợi sụt sợi bay sóc sợi sụt sợi mình nấu trăng ngày châu cho nam kế cứ nấu trăng dương cột khi bạn để bắt bật bật luôn ตอนเลยยื่นปฏิบัติปฏิบัติครูบ้านหล่อตื้อสไลสุสไลการมีนเหมือนแหวนการเนื้อทั้งไงโจชนามดังตีได้ลงเนี่ยปลายลงโปละปานาติปาตาวีจะกิริยาทุยอ้อยสอบสัตได้มีนชีวิตอ้อยจะโซนบัดวินิจฉัยชัดบองปีจนตื่นอัตเนียเตียนเนียวีจะกิริยากันโยกดอลนวัตถุในเกมบ้านอ้อยเต้าดอยกายหรือพระวิจารสาซองกาเมสมชาจาระวีจะกิริยาให้จีก่อนล็อกวีจะกิริยาแบบเปิดคอชก้องครองการต่างลายมุซาวีตีวีจะกิริยาปูเปียเหมือนสดพูดพอบ่าวประเหมือนมีนเหมือนก๊อปเหมือนบานกับน้ำทอยจิตตีตั้งโสราเมียระยะวีจะกิริยาให้จีกับล้างกบกระไดประมาณสายเครื่องสว่างโสราหายนั่งเมรัยต่างลายสลับพรำชนำทำไมเป็นจีโปรไซเนี่ยสลอกเรียงไอ้หนึ่งนอนไม่คลุ้นดอลกระไดสบายพอดครุบรูครุบไก่พอดตกพอดเพย์นะเนื้อตรองยืงเดาซาสลนักเมียนก้นระดมไลในสกัยล้อขนมคลุ้นมันสำคัญเนื้อตรองไงโจชนำในเต้สำคัญยืงปะบัดคลุ้นบานล้อสมานุโมทันดีสาธุสาธุสาธุเตียนอประกันฉันไอ้เลยจีการบรรโตเตียนนี่สมกรุบเป็นเชิงบองแอดลำโอสันสวรรณิตีปรึกษาสวงธรรมการในศาสนาบองแอดลำเมียนจีการโจรวมอย่างโดยมาได้ปอเปียปอนจิมวยหนึ่งอันทับยาวจะรู้ก็บองอาสังแคบอันอีสังคลายคลายปอเปียปอนจิมวยหนึ่งการประรบในบอลโจชนามรปีในยึดขมายระบอยเยอะได้กำปองประรบเพื่อในขนมอักการวิเลนิปอสมกรุบเจริญบ่อยน้ำปอขอบคุณปอพระมหาและบางประดอลกาอมดองเตียนสายจิตทำไมเข้มกันนาเข้มบาทสมกราบถวายมงคลสมได้ประกาศมหาสังกฤตจำปีกันนาสมกรบสมได้ดำลูกจุดเดียวอลลุลุสไรต้องอสายจิตทำไมเข้มดึกเข้มบานจำเรียบจูนกาลปีมสลมันจังเลยนี่เข้มกรันติเธอชิลละขณะสังโยกเธอเลยคลำซาต้องอได้บานบังหายได้ประมาพนแพกได้ปีปีที่บนโจชนำปีอันทับยาวเดินนอมเอายืงตะตัวบ้านในขนมกาในยืงบุรุษเพื่อในปีที่บนนี้ให้ในขนมปีที่บนโจชนำหนึ่งเตี๋ยสาวตั้งปีโบราณเราหดออกไปจากบอลนั้นยืงเคยจะเกิดฟื้นบนพิธีบนโจชน้ำคือขนมและขณะมุ้ยดำใบจุ่มเรียนในสันดานในจัดได้เจ้าอกุศลนั้นแก่หายท่าจัดอักกรอจัดตุจรสจัดอกุศลจัดมันหล่อมันสะอาดนั้นปีโจชน้ำปีนั้นคือเกิดเติร์ดเพื่อจัดนั้นเองเลี้ยงจุ่มเรียบาปปะทอแต่งลายนั้นเอาเวียออเตอร์หายเกิดสันซ้ำในจัดเจ้ากุศลสุจรสจัดนั่งมาวิ่ง
ចិត្តដែលជាសច្ចរិតនឹងខំធ្វើសច្ចតបរិយោទ្យប៉ុណ្ណឹងដែលវាសាបល័យថាត្រូវធ្វើចិត្តនឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតឲ្យវាល្អឲ្យវាពោផង់គឺក្មេងចាស់ទាំងអស់នឹងគេគោរពគ្នាតាមវ័យអញ្ចឹងក្មេងនឹងពេលគេទៅជួបមនុស្សចាស់នឹងគេធ្វើសព្វះគេធ្វើជម្រាបសួរថ្វាយបង្គំសួរថាថ្វាយបង្គំដើម្បីអីជម្រាបសួរដើម្បីអីគឺនៅក្នុងលក្ខណៈមួយថា សុំពរសុំសេចក្តីសុខសុំសេចក្តីចម្រើននឹងអំពីចាស់ទុំណាពេលចូលឆ្នាំវាសំខាន់អញ្ចឹងណាហើយគេធ្វើពិធីស្រង់ព្រះក៏សំខាន់ទៅទៀតសំខាន់ណាពីព្រោះពិធីស្រង់ព្រះហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានចិត្តជាកុសលហើយទៅលៀងជម្រះនៅព្រះពុទ្ធបដិមាហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្អាត ឲ្យល្អហើយអ្នកដែលទៅជំរះទៅលៀងព្រះពុទ្ធរូបឲ្យស្អាតឲ្យល្អហ្នឹងគឺបានផលបានអានិសង្សច្រើនណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគូព្រះអង្គសម្ដែងថាមានផលនឹងច្រើនមិនអាចនឹងរាប់បានទៅទៀតនោះច្រើនពុទ្ធហើយប្រពៃណីខ្មែរយើងយើងត្រូវចាំថាបើខ្មែរជួបគ្នាហើយចាប់ដៃរលាក់គេមិនមែនហៅថាខ្មែរទេជាការហើយរឿងមានការអប់រំរួចជាស្រេចយើងមើល ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងនៅក្នុងរឿងកំពង់ធំជំរំចិត្តណាដែលគេចាប់រលាក់ដៃខ្មែរនិងខ្មែរជួបគ្នាចាប់គ្នារលាក់ដៃហើយថាហ្នឹងវាជារបស់ខ្មែរណាស់វាមិនមែនទេប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះខុសអត់ថាវាមិនខុសអីទេពីព្រោះពេលខ្លះគេត្រូវអនុលោមបដិលោមទៅតាមកាលៈទេសៈនិងពេលវេលាប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀត ខ្មែរគេជួបគ្នាគេគោរពគេលើកដៃសំពះគ្នាទៅវិញទៅមកជម្រាបសួរណាជម្រាបសួរគ្នាហើយរឿងហ្នឹងត្រូវនិយាយច្រើនណាស់មិនមែនតិចទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងពិធីមួយដែលមានប្រសង់មានចាស់មានទុំនៅក្នុងពិធីមួយហ្នឹងគេត្រូវប្រើភាសាហ្នឹងចាំមិនខ្មែរគេនិយាយទៅវាមានភាសាដែលគេត្រូវប្រើទៅទៀតប្រសង់យ៉ាងម៉េចក៏ហោះ ដែលចាស់ទុំនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយខ្មែរយើងគេមានពេលចូលឆ្នាំនឹងយើងឃើញហើយថានៅក្នុងចម្រៀងចំនួនដើមគេនិយាយអំពីសម្ពុតខោអាវដែលត្រូវស្លៀកនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំនឹងគេហៅថាសម្ពុតអាវប៉ាផមួងកទានណាណានៅក្នុងចម្រៀងបាទអាវប៉ាផមួងកទាហ្នឹងអានឹងសិតតែបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណនៃជាតិសាសន៍មួយបង្ហាញអំពី វប្បធម៌រិយធម៍ទំនៀមទម្លាប់ជាតិដែលត្រូវគោរពប្រតិបត្តិសរុបសេចក្តីមកវិញថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺមានផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខចម្រើននឹងច្រើនណាស់ដែលត្រូវគោរពប្រតិបត្តិទាញយកអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងមកសរុបសេចក្តីមកវិញថាគឺជាអានិសង្សនៃកតញ្ញូតាធម៌តោះច្រើនពុទ្ធសម្ដែងថាម៉េច អានិសង្សកតញ្ញូតាធម៌កតញ្ញូតាធម៌មមូលានោះណានៅក្នុងពុទ្ធគាថានឹងគឺពុទ្ធសម្ដែងអំពីថាអ្នកណាដែលមានធម៌កតញ្ញូនៅក្នុងជីវិតនឹងឯងអ្នកនឹងជារឹសគល់នៃអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅក្នុងសង្គមគេទៀមទីឲ្យមានអានឹងច្រើនពុទ្ធដែលយើងខំអប់រំតាមរយៈប្រព័ន្ធទេសនាតាមរយៈទូរទស្សន៍កាសែតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអីទាំងអស់នឹងខ្ញុំចង់និយាយថា បើសិនជាយើងមើលក្នុងFacebookយើងឃើញអ្នកណាម្នាក់ចោះមកថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃឃើញកូនថ្វាយបង្គំមាតាបិតាយើងទាំងអស់គ្នានឹងបើឃើញអញ្ចឹងយើងគួរតែแชร์នឹងទៅណាពីព្រោះអានឹងបង្ហាញអំពីសេចក្តីល្អនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងយើងសូមបង្វែរខ្លឹមសារនឹងមកវិញថាយើងសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់សូមឲ្យយុវជនខ្មែរយុវនារីខ្មែរទាំងអស់នឹងមេត្តាចាប់អារម្មណ៍ មេត្តាគិតឡើងវិញបើគិតខុសត្រូវគិតឡើងវិញបើធ្វើខុសត្រូវកែណាចម្រើនពុទ្ធមិនទាន់ហួសពេលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកែឡើងវិញអ្វីដែលយើងគិតខុសធ្វើខុសនិយាយខុសហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថយើងត្រូវគិតគូរអំពីបញ្ហានឹងឡើងវិញអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថាកាលណាបើយើងធ្វើបានសង្គមយើងល្អសង្គមយើងរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទសូម
tay anh cruz song cho room chum night chum mùi bang crew chum pee bang đào sức đầy group scaria hay song cho room banang the chum was sân chia quang hát room mùi gom and some room galina song bong for own chun room chit tung ah meta can tay a pay to song chun po bong for own chun room chit nơi không thay cho chân nam xong ở thưa đầm na tới tì chật chăng ai xong ở bàn tại sự cái đây sọc cái đây chầm ran sọc sọt để phìp chia nách đờ ráp to riêng tư hay xong ở bàn chụp rồi tè tại nâng sụp hẹp một cột tiếng tư tiếng mau xong ở bàn tại sọc chầm ran dụ văn nạ sọc hạ bờ lẹ không bị kinh kẹt lại xong អរគុណច្រើនបងឯកដំពណ៍ហ្នឹងហើយមានការចូលរួមទស្សនៈទានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ញឹកញាប់ហ្នឹងហើយនឹងនៅវេលាបន្តទៀតនឹងគ្រប់អញ្ជើញបងឯកដំចូលរួមបន្ថែមទៀតពរពីព្រោះថាការបកស្រាយនេះល្អប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងខោចខ្លីទៅហើយញឹកញាប់សូមរងចាំ តាមដានទស្សនាព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នៅវេលាបន្តបន្តទៀតរៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃពុធប្រហោះញាតិញោមម៉ោង 5:30 នាទីទៅទល់នឹងម៉ោង 6 សូមអនុមោទនា